đã công bố chính thức cái lập trường và chính trị của họ, rằng là họ sẽ không theo bước chân của NATO liên quan đến cuộc chiến tranh của Ukraine. Có nghĩa là dù bất cứ chuyện gì đi nữa thì họ cũng không có tham gia vào. Bất cứ một cái hành động nào đi nữa thì họ cũng không tham gia. Dù là hành động nhỏ hay hành động lớn, họ sẽ rút lui ra khỏi cái sự tranh chấp này. Thì đó là cái nói, cái đây là một cái lời nói mà của lập trường của phía bên Hungary, chắc quý vị cũng biết rồi đó. Mà chúng ta đều biết là ông Viktor Orbán đó, là ông ta rất là thân Putin. Và cái lập trường chính trị của ông ta là nghiêng về phía bên Nga. Nên ngày hôm nay thì chính quyền của Hungary đã công bố chính thức là họ sẽ không can thiệp và cũng không có nhúng tay và cũng không cùng NATO liên quan đến cái gì của Ukraine nữa hết. Đấy. Nhưng mà họ nói như vậy thôi, nhưng mà họ cũng sẽ vẫn tham gia và lên tiếng phản bác không ngừng. Chỉ có nói là họ không tham gia trong những cái gì mà cái kế hoạch của NATO về vấn đề của Ukraine. Có nghĩa là cái gì nói về Ukraine họ cũng sẽ phản bác. Nói chung chung là như vậy. Họ sẽ không tham gia. Đây là cái lập trường mà họ đã công bố nhất trí của ngày hôm nay về cái vấn đề này. Nguyên nghĩ là trong không bao lâu nữa, Nguyên nghĩ là phía bên châu Âu họ phải tìm ra cái biện pháp nào đó để loại trừ ông Hungary này ra khỏi cái liên minh này mới được. Nguyên nghĩ là liên minh NATO và liên minh châu Âu phải nên tìm một cái biện pháp nào để loại trừ ông ra mới được. Vì cái ngày nào còn có Hungary thì ngày đó nó trong nội bộ nó không bao giờ có sự đoàn kết và không bao giờ có sự những sự thống nhất để đưa ra những cái quyết định mà dẫn đến cái sự tốt đẹp nào cả. Các quý vị có đồng ý với Nguyên không? Phải tìm cái biện pháp nào đó loại bỏ ông đi ra chứ. Chứ ông ở đó ông quậy quá, ông quậy quá chịu không nổi. Quậy quá chịu không nổi các quý vị. Đó là bản tin liên quan đến bài phát biểu của phía bên chính quyền của Hungary ngày hôm nay khi họ đưa ra cái quan điểm nhất trí của mình về vấn đề của Ukraine. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh chị em cái sự việc Pháp. Thì ngày hôm nay thì các quý vị cũng biết là Tổng thống Zelensky đã có sự hiện diện ở tại Pháp và tất nhiên là sẽ có bài phát biểu. Rồi chúng ta sẽ nghe bài phát biểu của Tổng thống Pháp, cả luôn bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden. Đặc biệt hơn nữa thì sẽ có cuộc gặp mặt với những nguyên thủ quốc gia, đặc biệt là 4 quốc gia chính, hay là 5 quốc gia chính mà đúng hơn. Thì sẽ gặp mặt giống như là ông Sunak, Thủ tướng của Đức, Tổng thống Joe, Tổng thống Pháp, Zelensky và có thể cả luôn ông Olaf. Thì đây là cái cuộc gặp mặt rất là cần thiết. Khi lúc đó thì chúng ta đều biết là Tổng thống Joe sẽ không có dự cái hiệp định hòa bình ở tại Thụy Sĩ. Và sẽ đại diện cho bà phó tổng thống là bà Kamala Harris. Thì cái điều đó thì chúng ta thấy rõ được là nên là cái cuộc gặp mặt này nó cần thiết cho Tổng thống Zelensky và Tổng thống Joe Biden có những lời thiết cần phải nói. Trong cái giai đoạn này thì Ukraine đã cần nhiều sự giúp đỡ, đặc biệt là quả tiễn tầm xa và hệ thống phòng không. Và đặc biệt hơn nữa là Ukraine cần thông tin tình báo để có thể yểm trợ cho những cuộc tấn công của mình phản công một cách hữu hiệu hơn. Nên là đợt này nếu mà trong cái thời gian này đó mà Tổng thống Zelensky có thể thuyết phục được Mỹ đó để yểm trợ nhiều hơn, thì Mỹ chưa cho thì Pháp đã cho. Ngày hôm nay thì Tổng thống Macron đã công bố là sẽ viện trợ thêm cho Ukraine với con số tiền là 650 triệu. Số tiền này là cho những cái công nghệ, cái là công nghệ quan trọng. Họ nói là cái công nghệ quan trọng thì Nguyên cũng không rõ là công nghệ gì. Họ nói là không phải công nghệ, họ nói là những cái chủ yếu quan trọng, xin lỗi Nguyên dịch sai, chủ yếu quan trọng sector là chủ yếu quan trọng. Những cái chủ yếu quan trọng thì Nguyên không biết chủ yếu quan trọng là gì, chắc có thể là quả tiễn tầm xa. Vì hiện bây giờ Ukraine họ cần một số lượng quả tiễn tầm xa để họ có thể thực thi cái cuộc phản công của mình. Nên là Mỹ thì chưa cho, nhưng mà Pháp đã cho ngày hôm nay rồi đó. Pháp cho 650 triệu. Thì đây cũng là một cái sự đóng góp của Pháp mà Nguyên nghĩ là Tổng thống Zelensky, tuy rằng nó con số tiền nó không lớn, nhưng mà Tổng thống Zelensky sẽ khá vui. Vì cái chuyến đi của ông ít nhất là ông đã tìm được 650 triệu, cái số tiền đem về cho đất nước. Và đặc biệt hơn nữa thì sẽ có nhiều nguyên thủ quốc gia khác sẽ yểm trợ ông thêm, đặc biệt là Đức nè, Anh Quốc nè, hàng loạt Canada nè, nhiều quốc gia mà bữa nay có nhiều nguyên thủ quốc gia tham gia. Thì Nguyên tin rằng với cái bối cảnh và cái không khí cái ngày tưởng niệm 80 năm
mà cái cuộc chiến tranh giữa đệ nhị thế chiến đó, nó khởi đầu mà khi Mỹ đã giải cứu châu Âu đó, thì Nguyên nghĩ nó sẽ đem lại một cái tinh thần tập thể chung, và họ sẽ yểm trợ cho Ukraine nhiều hơn. Đặc biệt là Nguyên tin cái điều đó sẽ yểm trợ cho Ukraine nhiều hơn. Và Nguyên nghĩ là lịch sử nó bắt đầu có một cái sự việc mới các quý vị. Nguyên nghĩ là ngày hôm nay nó sẽ có là một cái trang lịch sử mới. Đặc biệt là Nguyên thường tâm tình với các quý vị rằng đó, các quý vị mà cộng trong diễn đàn của chúng ta nè, mình nè, diễn đàn của mình đi, cho nó thân thiện chút xíu. Diễn đàn của mình nè, chúng ta là nhân chứng của lịch sử. Và sau này con cháu của các quý vị nó sẽ học cái lịch sử này. Và mấy bác, mấy anh chị em, các bạn có thể nói tự hào là ơi sợ chuyện gì với chuyện Ukraine và Nga, ba biết hết. Con hỏi cái gì ba cũng biết hết. Rồi đó ba vô diễn đàn của chú Nguyên con, trời ơi, ngày nào ba cũng nghe hết. Đó. Chúng ta là nhân chứng của lịch sử. Và chúng ta theo dõi nó mỗi ngày trong 2 năm mấy vừa qua, ít hay nhiều thì trong đầu của chúng ta nó sẽ nhớ hàng loạt thông tin. Và chúng ta đã nắm rõ hết tất cả những chi tiết cụ thể về cuộc chiến. Và chúng ta còn có thể khẳng định với con cháu mình là lịch sử nó viết sai lệch rồi đó. Trong Nguyên nói với các quý vị là lịch sử nó viết không bao giờ chính xác 100% hết. Vì lịch sử là con người viết. Và con người thì lúc nào cũng thêm một chút xíu này, thêm một chút xíu kia. Đúng không? Và thì các quý vị có thể nói rằng là hơi sách này viết sai rồi đó con học ba còn tốt hơn học sách đó. Khi lúc đó thì có thể là phần lớn chúng ta nhiều chục năm về sau, phần lớn chúng ta ở trong diễn đàn nó không còn nữa, thì ai rồi cũng phải ra đi mà các quý vị, ra đi bằng phương tiện này hay ra đi một phương tiện khác, nhưng ít ra thì chúng ta đã cùng nhau trải qua một cái giai đoạn lịch sử của nhân loại. Và chúng ta đã tìm hiểu rõ nó. Và ai còn lại sẽ kể lại cho người khác nghe. Thì đó mới nói là cái sự duy truyền là như vậy. Sự duy truyền là như vậy. Và đặc biệt hơn nữa là cái cuộc chiến tranh này á, nó là một cái cuộc chiến tranh đầy bài học. Đầy bài học. Nên tại sao ngày hôm nay người ta tưởng niệm 80 năm, và có thể trong tương lai chúng ta sẽ tưởng niệm lại cuộc chiến tranh Ukraine và Nga. Bao nhiêu năm thì Nguyên không biết. Nhưng mà Nguyên thấy cái cuộc chiến tranh này là một cái cuộc chiến tranh lịch sử. Và trong những sách giáo khoa trong tương lai đều sẽ dạy. Và bởi vì sao? Bởi vì bây giờ người ta đã học rồi. Bây giờ người ta đã nghiên cứu, bây giờ người ta đã học. Vì đây là cuộc chiến tranh mới chưa bao giờ có hết. Chưa bao giờ có cuộc chiến tranh nào sử dụng những cái thiết bị máy bay không người lái nhiều như vậy. Xuồng không người lái nhiều với vậy. Những vũ khí tân tiến nhất hàng đầu của thế giới đã bước vào sự thí nghiệm ở tại Ukraine. Nên là cuộc chiến tranh này nó đầy bài học mà chúng ta học. Nên trong cái bài phát biểu của Tổng thống Zelensky, đáng tiếc là Nguyên chưa có nghe được vì chưa có phát biểu. Nếu không Nguyên đã phiên dịch cho các quý vị rồi. Hay là bài phát biểu của những nhà lãnh tụ, Nguyên đã cập nhật cho các quý vị rồi. Chắc là ngày mai đi ha. Ngày mai nếu mà Nguyên về có thời gian, mà ngày mai Nguyên cũng bận việc, gắng cố gắng sẽ làm việc cho các quý vị, phục vụ tối đa để đưa những bản tin hay nhất và hot nhất cho các quý vị. Mình sẽ phiên dịch lại những bài diễn văn của những nhà lãnh tụ quan trọng. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật cho các quý vị một bản tin nói về người nói thật lúc nào cũng thiệt cả. Cuộc đời các quý vị cũng biết mà, lời ông bà mà nó có câu đó. Thực tế thì Nguyên rất là nể những cái ca ngôn, những cái câu nói nhân gian, những câu nói của tổ tiên. Nó thực tế nó thấm vô cùng và nó thể áp dụng đến ngàn đời. Người ta nói mà lời nói thật thì khó nghe lắm. Lời nói thật thì khó nghe. Vì những đặc biệt là chúng ta nói những vì sự thật. Thì bữa nay thì Nguyên chia sẻ cho các vị một bản tin vì một cái người cô phụ nữ. Cổ là một cái blogger ở tại Nga. Blogger ở tại Nga. Và trong cái giai đoạn mà cuộc đầu cuộc chiến đó, thì phía bên Nga đã chiếm cái thành phố Busha. Nếu các vị nào còn nhớ thành phố Busha. Và có thể nói là một cái thảm họa khi lực lượng quân đội của Nga chiếm đó. Và cái hành vi của binh sĩ của Nga đó đã gieo lên cái tội ác chiến tranh khủng khiếp. Thì cổ làm phóng sự thời điểm đó, cổ mới đến ở Busha, cổ mới live stream, cổ quay phim, vì cổ là người Nga mà, và cổ làm cái nghề báo chí nên cổ đã quay phim. Thì cổ đã quay hết sự thật về cái sự tàn nhẫn
mà binh sĩ của Nga đã ở nơi đó. Và cổ đã đăng lên trên cái trang blog của mình. Thì bữa nay chính thức chính phủ Nga đã kết án cổ với cái tội danh là tuyên truyền chống đối nhà nước, đưa tin sai sự thật, với cái tội danh 5 năm tù. 5 năm tù. Cổ livestream làm sao sai sự thật được? Cổ quay